Mến chào các bạn. Bên cạnh mình đang ngồi đây là một cái quạt hơi nước, quạt làm mát khá là lớn, có cái dung tích cái thùng chứa nước là 60 lít, một trong những cái loại quạt khá lớn hiện nay. Thì thường thường các bạn sẽ gặp cái lỗi là nó sẽ không bơm được nước lên trên này để nó chảy qua các cái tấm tản nhiệt ở hông và ở phía đằng sau để nó làm mát. Thì cái hiện tượng này đa phần là do hỏng bơm nhé. Đây là cái bơm zin theo máy này. Nó có cái công suất là 15W và lưu lượng là 1.000 lít trên giờ. Và chiều cao bơm tối đa là 1,6m. Thì cái máy bơm này ấy, thì nó rất là nhanh hỏng nhé. Bởi vì ấy, các bạn phải hiểu rằng là nếu mà để cái bơm chìm mà bền nhất ấy, thì các bạn phải nghĩ ngay đến những cái bơm của bè cá. Và đỡ tốn điện nhất cũng là những cái bơm của bè cá. Khi mà họ sản xuất ra ấy, là nó cực kỳ bền luôn. Chạy dòng dã ngày này qua ngày kia. Mà một trong những cái thương hiệu tiêu biểu mà mình giới thiệu với các bạn đó là cái thương hiệu mình đã thay này. Đây là thương hiệu Atman. Cái bơm này thì mình sử dụng cái bơm là Atman AT305F. Nó có cái công suất có 13W thôi. Và cái lưu lượng của nó là 1.200 lít trên giờ. Và cái chiều cao cột áp của nó là tầm 1m2. Thì cái khoảng cách từ cái đáy của cái khay nước này đến đỉnh này nó chỉ tầm 90cm thôi. Cho nên mình dùng cái bơm mà có chiều cao cột áp 1m2 là ok rồi. Thì nó sẽ rất là lợi về công suất. Cái bơm này này, công suất 15W mà nó chỉ có 1.000 lít trên 1 giờ thôi. Đấy, thì nó bơm sẽ chậm hơn. Thì khi chọn bơm thì các bạn phải chọn những cái tiêu chí là cái đầu tiên phải nghĩ đến là cái chiều cao cột áp. Nhiều khi các bạn chọn bơm ấy, chiều cao cột áp nó không đảm bảo thì nó bơm sẽ không bơm được lên trên này đâu. Đấy. Thứ hai là cái lưu lượng. Cái lưu lượng bạn chọn ấy thì nó phải xoay quanh cái lưu lượng của nhà sản xuất. Ví dụ bơm của nhà sản xuất 1.000 lít thì các bạn có thể chọn 900 lít hoặc là chọn 1.200 lít đều được nhé. Như các bạn chọn lên 1.500 hay 1.800 lít ấy, thì nó sẽ tràn ở trên này này. Nó sẽ chảy không kịp xuống. Là khi đấy nó sẽ gây ra hiện tượng bơm nước lên là nó tràn hết ra ngoài. Thì bạn sẽ phải chế khoan thêm những cái lỗ ở đây thì nó lại rất là phức tạp. Hoặc là khoan những cái lỗ này nó rộng ra. Còn nếu mà các bạn chọn cái bơm ấy, cái cột áp nó thấp, tức là cái chiều cao ấy nó thấp thì bơm nó sẽ không lên được cái khay nước ở trên này. Nó không lên tới nơi luôn. Đấy, các bạn lưu ý nhé. Và cái thứ hai là nếu mà cái lưu lượng ấy nó nhỏ quá, ví dụ như là đang cần 1.000 lít trên 1 giờ, các bạn chọn 500 lít thôi, thì nó chảy nhỏ giọt, nó không đủ thấm những cái tấm tản nhiệt này này, những cái tấm này. Thì ngược lại thì nó sẽ làm cho cái quạt nó không hiệu quả nữa. Và rất là nhiều bạn phải bỏ rất là nhiều tiền để thay những cái bơm này. Mình cá là rất là nhiều bác đi thay cái bơm này lấy chủ nhà không dưới 500k. Đấy, bạn mình cũng đã bị rồi. Và thực ra cái bơm này nó rất là rẻ nha các bác nhá. Các bác có thể lên Shopee mua cái thương hiệu đỉnh cao, gần như đỉnh cao nhất của dòng bơm bẻ cá Atman. Các bác phải lưu ý rằng là tất cả những cái loại bơm chìm này này, bền bỉ nhất thì các bác phải liên tưởng ngay đến cái bơm bẻ cá. Bởi vì cái bơm bẻ cá nó chạy dòng dã ngày này qua ngày kia, không bao giờ người ta tắt khi mà tắt bơm khi mà người ta nuôi cá cảnh cả. Đấy, như em thì em chơi cá cảnh rất là nhiều và dùng cái thương hiệu phổ biến là Atman, Periha cũng được, nhưng mà thương hiệu Atman là thương hiệu bơm khỏe, gần như một trong những thương hiệu đẳng cấp nhất hiện nay. Thì cái con bơm Atman AT305 này trên thị trường bây giờ nó chưa tới 200k đâu. Nếu các bác lên Shopee các bác mua thì nó chỉ tầm 175 đến 180 nghìn một cái bơm này thôi. Đấy. Và cái bơm này nó rất là hay này. Nó có chân hít này, các bác cho xuống đáy này các bác dí cái là nó hít. Còn ở đây nó có một cái phao này. Cái phao này thì các bác có thể mua luôn trên Shopee, hoặc nếu mà cái quạt nó có sẵn cái phao này. Cái phao này gọi là phao chống cặn. Khi mà bơm nó hết nước ấy, thì cái phao này nó sẽ giúp cho việc ngắt điện. Đấy, nó là cái phao chống cạn nhá. Thì cái phao này các bác mua về Shopee, các bác về các bác đấu như kiểu đống công tắc ấy. Các bác cắt một cái pha này ra. Đây nó đấu tít trên này này, để tránh hiện tượng nước nó chảy vào nó gây ra hiện tượng giật nhá. Thì cắt một cái dây cấp cho bơm thôi. Đây, cái bơm này nó có hai dây cấp này, hai dây nguồn cấp vào điện 220. Các bác cắt một dây thì các bác sẽ đấu vào cái phao thì mỗi một chân phao thì các bác đấu vào một dây,
nếu như là cái vị trí công tắc ấy, mình sẽ đưa cái sơ đồ này, các bạn nhìn cái sơ đồ nhé. Đấy, nó như cái công tắc, chúng ta cắt một pha của cái dây cấp điện cho cấp nguồn cho bơm này này. Chúng ta sẽ đấu mỗi một cái dây ở một bên, chúng ta đấu vào một chân phao. Thế là có một cái phao chống cạn cực kỳ hiệu quả. Đấy, mà không phải thuê thợ gì hết. Và thường thường những cái bơm mà cho cái quạt này này, nó ít bị kẹt lắm, bởi vì cái nước đa phần là nước sạch. Nó ít bị kẹt, nó không như bơm bể cá, nó có cặn hoặc là nó có phân hoặc nó có rác như là một số cái bể cá ngoài trời đâu. Đấy, nó ít bị kẹt lắm. Nếu mà kẹt thì các bác cậy tháo ra, các bác vệ sinh lại cái trục ở trong cánh quạt trong này này. Tuy nhiên đây đa phần là nó bị hư, bị cháy ấy, gọi là bị cháy đấy. Còn những cái bơm này nó bền lắm, những cái bơm Atman bền lắm. Còn nếu các bác quạt to hơn một chút thì các bác có thể mua cái Atman 306S ấy, thì công suất nó sẽ lớn hơn. Đấy, nếu mà nhà các bác mà có cái quạt như thế này này, nó bị hư ấy, gọi là hư bơm này này, thì các bác lưu ý là các bác tự mua về thay nhé, nó cực kỳ rẻ. Chứ các bác mà gọi thợ thì thực sự là giá nó cao chát cực kỳ luôn. Cho nên là mà các bác thay giá cao ấy thì chắc gì đã được bơm xịn. Nếu mà các bác thay được cái bơm Atman này, mình bảo đảm là vài năm không hỏng. Bởi vì những cái bể cá chạy cả chục năm có hỏng đâu. Bơm Atman này nó bền cực kỳ luôn. Đây nó hút nước qua đây này. Và khi nào bẩn thì các bác cậy ra, các bác thay vệ sinh như này này. Đấy, vệ sinh như này thôi. Riêng bơm Atman này các bác cẩn thận cái trục gốm này nhá. Cái trục gốm này mà nó gãy là vứt bơm luôn ấy. Cái trục gốm đấy nó khá là giòn. Đây, vệ sinh như này này, vệ sinh cái buồng máy trong này này. Rồi các bác lắp vào. Đó. Nếu mà các bác nào mà chơi cá cảnh thì không bác nào là không biết đến cái thương hiệu bơm Atman này, một trong những thương hiệu cực kỳ đẳng cấp. Cái bơm này nó bền cực kỳ luôn mà nó lại rẻ chứ. Cái bơm như thế này đã đến 200k thôi các bác. Đấy. Các bác lắp vào thế thôi. Mà lâu lâu thì cái cặn ở dưới cái đáy quạt này này, các bác xả sạch nó đi. Rửa sạch rồi nó có cái nút này này. Cái nút xả này các bác xả sạch đi. Đấy, các bác ấn vào đây để hít. Rồi cái ống này là ống mềm này, nếu mà cái ống mà theo máy nó bị hư ấy, đây ống theo máy thì hư, thì các bác mua một cái ống mềm này, các bác đấu nó lên. Như cái này hình như là ống 16 ấy. Đấy, các bác đấu nó lên đây. Rất là đơn giản, mình có thể tự làm được. Cái quan trọng là các bác buộc điện chỗ này này, buộc nó kín một chút. Đấy, buộc điện một kín một chút để đảm bảo cái việc là nó không dò điện nhá. Đấy. Và khi mà cắt cái mua bơm về mà cắt cái đầu cắm để đấu ấy, các bác đấu tút lên trên này này. Đấy. Chứ đừng có đấu lửng lơ ở dưới này là nước nó chảy ra là nguy hiểm đấy nhá các bác nhá. Tất nhiên là cái quạt hơi nước thì nó cũng có một cái chống giật thế này, thì nó cũng sẽ có hiệu quả phần nào. Mình khuyên là các bác nên sử dụng ở những cái không gian rộng, ví dụ ở đây mình có một nhà bếp rộng, hoặc các bác sử dụng ở nhà hàng hoặc là ở quán ăn. Chứ cái phòng kín nhỏ nhỏ 15-17 m², các bác để cái quạt này không hợp lý nhá. Một là rất ồn này, hai là khi mà nó quạt ấy thì cái lượng hơi nước trong phòng nó sẽ bị dư, nó sẽ gây ra ẩm mốc, thứ nhất là gây ra nấm bệnh rất là nguy hiểm đấy nha các bác nhá, không đùa đâu. Mà quạt hơi nước nó thường nó rất ồn, nó sinh ra để cho những cái không gian mở, những cái không gian thật là rộng 40-50 m², chứ nó không phải sinh ra cho một cái phòng kín nhỏ nhỏ đâu. Nó vừa ồn mà nó vừa tạo ra một cái lượng hơi nước nhất định, làm cho cái phòng nó ẩm thấp, rồi nó sẽ gây ra hiện tượng nấm mốc rất là nguy hiểm. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video trên kênh Sáng Tạo. Các bạn xem video thì hãy đăng ký kênh Sáng Tạo, nhấn vào nút chuông để ủng hộ em nhé. Nếu có cái câu hỏi nào về cái cách tính lưu lượng và mua bơm lưu lượng bao nhiêu, cột áp bao nhiêu, thì các bác cứ comment, em sẽ giải đáp và hướng dẫn chi tiết từng tin nhắn một cho các bác nhé. Các bác xem video thì nhấn thích video ủng hộ em nha. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều.